Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Ngay sau đây hãy cùng với mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Như một phép màu nhiệm, sau đại phẫu thuật tách dính, cặp song sinh đang tạo nên những cảm xúc thăng hoa cho chính gia đình cùng với các y bác sĩ đã và đang điều trị. Sau hơn một tháng sau cuộc phẫu thuật tách dính được kiểm soát rất tốt nhiễm trùng, lần đầu tiên các bác sĩ cho chị em song sinh sát lại với nhau. Cả hai tay bắt mặt mừng, bì bô trò chuyện, cười tít mắt. Mỗi ngày trôi qua không còn những muộn phiền lo lắng mà là niềm vui bất tận khi chị Hồng Thúy và anh Hoàng Anh, cha mẹ cặp song nhi, được nghe những tiếng cười giòn tan của các con. Sức khỏe của cả hai bé đã ổn định, tự ăn sữa, thở khí trời, sự tinh nghịch hồn nhiên đã trở lại với cả hai chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi. Nếu chỉ nghe tiếng cười trong veo mà không nhìn thấy hình ảnh con phải bó buộc đôi chân của Diệu Nhi, ít ai nghĩ con đã từng phải vượt qua lằn ranh sinh tử cách đây hơn một tháng. Rời khỏi lòng mẹ, cả hai dính liền nhau vùng bụng chậu như cùng một cơ thể. Những ngày mới tỉnh lại sau hậu phẫu, các con như bỡ ngỡ khi mở mắt ra, không thấy hình ảnh thân thương đối diện. Hơn một tháng sau cuộc mổ nhờ được kiểm soát nhiễm trùng tốt, ngày 18 tháng 8 lần đầu tiên, cặp song nhi được y bác sĩ kê giường sát nhau. Cảm giác thân thương với hình hài quen thuộc ùa về khiến cho Trúc Nhi, Diệu Nhi bi bu trò chuyện cười tít mắt. Câu chuyện với ngôn ngữ riêng của con trẻ có lẽ chỉ có cả hai mới hiểu, nhưng đã mang đến cảm xúc đặc biệt cho mọi người. Được chạm vào nhau sau nhiều ngày xa cách, Trúc Nhi và Diệu Nhi như không muốn rời, chị em tay bắt mặt mừng, vui như trẻ hội. Bác sĩ cho biết vết thương vùng tiết niệu sinh dục và hậu môn của hai con đã khôi thoáng và tiện chăm sóc. Trúc Nhi, chị dâu, đã tháo nẹp bột hoàn toàn, còn em táo Diệu Nhi khoảng 5 tuần nữa sẽ được chụp phim phục hồi xương và khung chậu. Nếu diễn tiến tốt, em táo cũng sẽ được tháo hoàn toàn như chị và tiến tới vật lý trị liệu vận động tập đứng tập đi. Theo dự kiến, các bé sẽ phải còn vượt qua nhiều cuộc phẫu thuật tạo hình để chỉnh sửa những khiếm khuyết của tạo hóa. Bên cạnh đó, quá trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng cũng còn kéo dài. Tuy nhiên, chặng đường khó khăn nguy hiểm nhất là việc phẫu thuật tách rời và quá trình hồi sức hậu phẫu để diễn ra thành công tốt đẹp. Được chẩn đoán song thai dính liền nhau phức tạp trong những tháng cuối của thai kỳ, nhưng vợ chồng chị Hồng Thúy quyết tâm giữ lại giọt máu của mình dù biết rằng quyết định ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Ngày 7 tháng 6 năm 2019, bằng phương pháp sinh mổ, các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương đã giúp chị Hồng Thúy và hai con vượt cạn thành công. Thời gian sau đó các bé được chăm sóc, theo dõi liên tục để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tách dính. Sau hơn một năm chung sống trong cùng cơ thể, ngày 15 tháng 7 trở thành ngày sinh lần thứ hai trong đời của chị em Trúc Nhi, Diệu Nhi khi được đội ngũ gần 100 y bác sĩ đến từ các bệnh viện đầu ngành của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công cuộc đại phẫu tách dính tại Bệnh viện Nhi thành phố. Diễn tiến sức khỏe của hai con đang tiếp nối những niềm vui qua mỗi ngày. Phía trước của chị em dâu táo vẫn còn 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu tiêu hóa và tầng sinh môn. Tuy nhiên, cha mẹ của Song Nhi cùng các y bác sĩ đang vững tin và hồi hộp chờ đón những bước đi đầu tiên của các con trên hành trình tìm lại cơ thể của chính mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình nghe tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.